Hi, trong video này sẽ là động tác số 22, là nhóm động tác về cơ chân và di chuyển chân nhé. Và em Anh sẽ giới thiệu với các chị em một số động tác cơ bản nhất dành cho nhóm động tác về chân. Thì các chị em hãy cố gắng quan sát em Anh và tập theo. Chúng ta sẽ bắt nhịp rất là nhanh thôi ạ. Hai chân, hai tay chúng ta chống hông này, hai tay chống hông nhé. Chân bên trái chống gót, rồi đổi chân bên phải, chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Nào, các chị em rất là dễ đúng không ạ? Xoay người 45 độ, bên trái, gót bên trái dựng lên, mũi bên chân bên trái, đổi bên, lên, 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 kết hợp với tay nào. Cố gắng nào nhá, khi chúng ta đẩy chân ra thì cố gắng là mông của chúng ta đẩy sang bên kia nhá. Lên, đẩy mông này. Muốn đẹp thì chúng ta hãy đẩy mông nhá. Chúng ta sẽ kết hợp với âm nhạc nhá. 6, 7, chuyển chân nào. 1, 2. Đẩy mông. Mông nghiêng sang hẳn bên, nghiêng mông sang thì nó mới đẹp. Động tác mới đẹp nhá. Tay gập khuỷu. Các chị em còn nhớ động tác gập khuỷu của động tác hóp mở mà em Anh giới thiệu cho mọi người không ạ? Bây giờ nha, chúng ta sẽ kết hợp luôn này. Ép trước. Ép trước. Gót chân ra trước. Tay nghiêng, 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 nghiêng. 5, 6, 7, tay ra sau. Một tay lên, một tay ra sau. Gập trước nào, chân mở. Chúng ta đã đi qua được hơn 20 động tác rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tập khó hơn một chút nhá. Liên hoàn nhiều động tác với nhau. Trước. Gót đặt ra trước nào. Sáu, bảy, tay lên. Năm, sáu, bảy, tay ra sau. Rất dễ, rất dễ, rất dễ. Trước, về. Năm, sáu, bảy, trước. Gót lên, gót lên, gót lên. Năm, sáu, bảy, tay lên. Tay kết hợp, lên. Lên nào. Lên. 6, 7, tay ra sau. Tay ra sau. 7, tay ra sau. Yes. Tuyệt vời, rất dễ không ạ? Hết nhạc nha. 5, 6, 7. Yeah, tuyệt vời.